내가 응? 응, 그거 아니야. Em cho Trâm Thành nói chuyện với cha em hai. Chú sợ không? Ờ Trâm mà cái chiếc đạo này chỉ là cái cơ. Em định biết hai cửa sơ chua tạp á. Sao nó không có gì chân vậy? Bây giờ đi học là đứa nào tự vẽ hình để nó dán nó gì đâu bà cô chú. Cô dạy gì mà nó không biết. Nó không có thêm khưa. Vậy đó hả? Không biết cô dạy đó hả? Măng gà nó được 9 cái mọc rồi nè. Nè, giỏi là cô đúng mọc đó. Bên đây thằng này được tới 12 cái. Con gái học cho giỏi giống bạn nha. Bạn này nó hốt 2 cái này. Ừ. Mai mốt con gái học cho nhiều vô nha. Rồi sao bên này ai vậy? Dạng mua dạng. Nhiều quá vậy, nhỏ này nhiều quá, đếm ra được mấy cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó bạn tới 15 cái luôn, con có 9 cái. Kệ đây. Đi, con vô trường ngồi đi. Con đi sớm quá. Thấy trên bảng rõ không? Tranh thủ giờ nào rảnh là chỉnh video được khúc nào hay khúc đó. Rồi ngồi ăn ba cái táo này kia cô chú với kẹo hướng dương. Rồi bé heo á cô chú. Cũng như là đi học trong ngày đó trong tuần đó mình giỏi mình ngoan á thì cô đóng cho một cái mộc mà với đặc điểm á là cái hình đó là mình tự vẽ mình dán lên thành măng gà tự vẽ đứa nào đứa đó nó vẽ đó rồi giỏi là cứ đóng mộc lên đó. Lần này em gửi hàng Việt Nam á đó giờ bán không có khi nào mà chậm trễ mà lần này cái con bé này nó giao hàng cho em á nó nói chuyện khó nghe lắm nó giao á bữa giờ đợi mỏi cổ luôn đó ông bà cô chú. Cô chú anh chị mua hàng thì nhắn qua số điện thoại dưới góc màn hình của em nha. Ngày nào đi về cũng bài đúng hết trơn, bài đúng hết trơn. Con viết tên đó hả? Ừ. Giỏi. Chữ này là chữ gì đọc cho mẹ nghe coi, mẹ không biết. Ba rừng ta thiên khe lê mu bờ trò chuyện. Con nói viết chữ này nè. Đứa này là nhí viết rồi. Ừ. Con giỏi rồi, về tập đi, rồi đi rửa tay ăn cơm. Bữa nay đi học về mệt không? Nói gì cho con vậy? Bữa nay uống thử cái này ngon lắm nè, bà cô chú ơi, thơm. Đúng hết trơn luôn đó hả? Mới về tới là bắt đầu móc ra coi đó, mày thấy à, giỏi, 10 điểm. Ơ sao? Nữa đó hả, hai bên luôn. Con viết tựa tên con luôn đó rồi nên luôn đó hả? Em mốt là con gái học giỏi vậy nghe. Nghe chưa? Đi, bỏ cặp đi con. Bữa nào học giỏi đi về tới là khoe liền. Bữa nào học dốt là bị sai một chữ là nín thinh, không hó hé luôn là biết rồi đó nghe không bà cô chú. Phải không anh dạ? Phải không? Quay lại nói với ông bà cô chú ơi, phải không? Bữa nào đúng thì hú hí con viết đúng rồi mẹ đâu quen vòng cho bà cô chú coi quen vòng coi hỏi bà cô chú mà nhảy cao chưa được rồi đi vô vô nhà lạnh té vợ nè hay quá bà đã hát hay quá hát lại cho mẹ nghe nữa ơi mình thích nghe bài đó. Con ngồi trên ghế, con ngồi thứ tự đàng hoàng, con lột vớ ra nó mới dễ dàng hơn. Rồi con lột xong con mang đôi dép vô liền. Con lột cái kiểu gì vậy? Lên ghế ngồi. Mẹ dạy lần này thôi nha. Lên ghế ngồi. Nghe không? Chiều nay đi xuống ông nội đi đường lỗ mới nè, đi đường tắt nè. Quấn trời cảnh đẹp luôn rồi ông bà cô chú ơi. Có hai máy bay luôn kìa. Ừ, hai máy bay chở băng giả nó thấy hai chiếc máy bay luôn bà cô chú. Bây giờ mẹ con mình đi xuống ông bà nội nha. Let's go. Đi thẳng lên nha mẹ. Chạy đâu chỉ đường mẹ kìa. Nó phải đi thẳng lên nhìn điện thoại. Chạy thẳng hả? Mẹ nhìn cái điện thoại. Con mấy tay nè. Đi thẳng ngân hồi quẹo qua đâu. Tranh vậy bà bay
Kìa mặt trời lặn rồi kìa. Mặt trời nó trốn. Mặt trời lặn mất tiêu rồi. Rất là đẹp đúng không? Rồi đừng chùm lên nữa, nó bay xuống thôi, đừng chùm nữa. Chùm cái nón con thỏ lên đầu nữa. Ôm thằng bánh cho ông nội mà xì, không cho mẹ nói chuyện. Hai ông bà chắc ngủ rồi. Ba ba tay nã đây là dây dây tay nã là mang nhà quanh này nè ai member. Khai gia thiền nã, khai gia thiền đây kìa. Để si bu hổ hay sằng mơ khai đi thiền đây là. Hả? Mày đi dây cái măng vậy? Ừ. Vậy ông nội cái làm gì mà cái mặt ông nội hốc hác chơi này. Thôi ông nội ngủ không được cái gì mày ghê vậy? Cảm ơn kìa. Nó ở đây hồi chứ bà, để nó chán nó hồi chú trong đây. Bà gắn hồi chán. 争取去买红薯去。 都带整个块大一点的鸭子得了。 都带整两块整齐的鸭子得吧。 小五鸭呀。 行。 Thế mấy cái này xô xáo khoai già. Mấy cái này xô xáo khoai già. Dê chiêu này nè. Để nói đi. Nó ông nội dắt giả. Thế ông nội con đau lòng quá. Ông nội đang chuẩn bị đang làm kệ lên, đang đổ bắp. Đổ bắp hôm nay bữa nay ông nội cào qua lấy hơi nè. Là lấy mấy cái nồi đó bỏ trong cái gỗ xe đang hồi mày đem về rửa ai bà nội để đó kìa. Đó cái đồ à mình đem xuống đồ ăn xuống đó dơ rồi kìa đem về nhà rửa. Nó. Nó bà nội để chỗ này nè. Đem thảy lên cái gỗ xe đây cầm đàng hoàng chuyện dơ tay con nghe. Rồi con bỏ vô gỗ xe đang hồi mẹ mình đem về mày rửa. Cảm ơn em nghe. Cảm ơn. Nói bẻ cây sửa cái cửa. Như trò chơi. Cái đó họ nó sóc vô tay con đó mang dạ. Nó sóc vô tay con chảy máu đó. Bỏ xuống. Cái cây nó sóc vô tay con đó. Nó ngốt không có cầm cái cây nó xước vô tay con. Ông nội hỏi con kìa. Nghe phụ ông hỏi sữa rồi.
Nè nè quăng nỉ lỏng bộ lỏng nha. Mấy dạ. Nè nè quăng lỏng bộ lỏng. Nè nè dư mì lại chí gì xì à? Đã khai chí gì xì à? Dư mì nè. Nè thiêu lại hỏi chí gà. Ồ, hãy dù vậy, dư mì. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, chỗ ông nội đi ra kìa, ông nội đi ra kìa. Ông nội đi đổ rồi kìa. Mày kêu con vô, sao con không chịu vô măng dạ? Sao vậy? Sao không chịu vô nhà bà nội? Thúi hả? Đây bữa nào mình xuống mình dẹp. Bye bye đây, đi xin chiêu ba, qua tàu luôn. Cái ba ông nội đi về. Ông nội kia em lấy bao về nhà, vô bao phải đang ở nhà. Để ngày mai, ngày mốt ông nội đi bán. Chứ còn hỏi cho ỉ te nên là lìa lìa cho ỉ te thì vô đây. Cho lìa à, hỏi tận tầng à. Ừ. Ông nội kêu mà vô bao mấy cái gãy, mấy cái nứt rồi đó. Nước à? Cái nguyên, để nguyên. Nước cái gì chẳng được gì. Phân được khó đi lại, lại đi lại. Tôi nói đoán lên nó cái gì. Yeah, chẳng được khó đi con. Sự đi cơ đi con. Ừ. Nguyên một đàn dê. Con dê nó kêu be be, be 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 be. Đàn đàn khác, đàn này cái đầu nó đen không? Điều băng luôn, con nào cũng đầu đen. Có một hai con đầu trắng. Nó kêu kìa măng gà, nó kêu be be kìa măng gà. Nó hồi quá, để cho nó đi xong đi, mình nó quẹo ra mình về. Nó quẹo bên đó, mình quẹo bên đây. Mình đi về nhà mình. Cơm với gì? Ừ, gì? Ăn cơm. Anh hai ăn với cù lao ở dưới nhà chị hai. Hỏi măng dạ ăn cơm với gì? Măng dạ ăn cơm gì vậy? Ăn cơm thịt kho. Thịt kho với gì? Măng dạ đây là ăn gì vậy? Thịt chuối. Măng dạ ăn chả xíu mà. Dạ. Hôm nay đi học sao rồi, phải không? Dạ. Hôm nay học giỏi không? Học giỏi không? Ừ, nó dễ nè, bà cô chú nó dễ mẹ nó nè, dễ cha nó nè, hai mẹ, bên. Mẹ, mẹ, mẹ. Ừ, ừ. Một bên là phụ nữ, bạn đầm đó. Ghê chưa? Bữa nay dễ mới rồi. Cảm ơn gái nha. Hỏi nay đi học mới về hay dạ? Ăn cơm xong chưa? Ăn không nhanh hai. Ăn rồi. Nay có nhớ em yêu không? Nhớ thiệt không? Nhớ thiệt không? Anh hai có thương măng dạ không? Tôi thương măng dạ không hai?
măng dạ có nhớ anh hai không? Kêu anh hai sao dặn dỗ dặn dò anh hai sao? Anh hai đang làm gì vậy? Anh hai đang làm gì? Kêu anh hai học bài cho xong đi hãy chơi nha. Anh hai học bài xong gì để chơi nha. Thì thôi ông bóng cho anh hai coi nghe nữa chị. Đâu thổi lại coi. Rồi lớn mới cái 5 tuổi biết thổi ông bóng rồi dữ dằn mẹ đó. Mười mấy tuổi chưa biết thổi. Dì Tường biết thổi không dì Tường? Con trai biết thổi không con trai? Con trai cái này mặt hơi ốm rồi. Đứa mặt đây mẹ coi con trai. Đứa mặt cho đây coi. Ôi trời ơi con trai cười. Cười lòi găng sỉ rồi, dữ dằn quá ha. Cầm ơi. Hỏi anh hai có nhớ cha nhớ mẹ không? Nhớ cha không? Dạ. Để em cho anh hai nói chuyện với cha nha anh hai. Nhỏ rồi đi bước về điện ra đi. Để xíu nha. Em cho nè. Đi sàn. Đây. Thắp đèn xuống quá. Nè cha nè. Chị phải làm mà. Chị phải làm mà. Bà đi con chưa? 吃啥呀? 我记得什么火锅我不记得说中文吃火锅说给孟雅让孟雅可以翻译给我吗 李豪怎么样? 你问哥哥李豪怎么样? 在好那里不要用那样你问他戴个眼镜是那个啥有没有变化戴眼镜啊给人家关好你还得给你个太搞好问他怎么样家好你还得给你太搞好眼镜哎他太搞好两个人谁你两个人晚上睡觉两个人害怕不害怕少玩手机，那眼睛眼睛啥？眼睛少玩手机。眼睛马上掉了。为啥？哦。被子呢，爱东？马上丢了眼睛。给给被子呢，东？马上。Sao cha nói à, mà chơi điện thoại ít thôi coi chừng hư con mắt hư cái kiến rồi rồi con nói gì vậy? Thằng nói vậy cái mặt thằng thiếu là như thế nào cái tờ với thằng. Ta xua ta chỉ tờ là. Nghe mày à, cái gì phải gì ba? Cái gì cứ nói ha. Ba ba ăn cơm, một phút liền rồi. Nó chịu cơ tới sao lại giờ cha nó chịu ngoài con nói từ từ thôi mà đó má kêu dịch kìa mà đó má
拿着爸爸去几天用。Ông bà cô chú ơi, vui lòng của con hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem và hẹn lại. Chúc ông bà cô chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc bình an, an phận thân nhận.